Hi everyone, Happy New Year. Chào cô chú anh chị em. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Đây là chùa Bát Nhã ở Calgary. Giờ này là đêm giao thừa. Ở bên đây không biết có nhiều người tới lúc giờ này không ha? Chắc không giống Việt Nam rồi. Bây giờ cũng 12 giờ, 12 giờ mấy khuya rồi. Chắc cũng ít người tới. Đợi sáng thì người ta mới tới lễ chùa luôn. It's midnight, so it's Vietnamese New Year now. Since it's quite late, so I don't think there's a lot of people going to the temple this time until tomorrow morning to greet the New Year. Bây giờ mình vô xem thử ha. Let's go in to find out. Mình muốn vô đường nào chị? Oh, hi chị. You're going to come in? Yeah.
về rồi. Nên là YouTube Mỹ Hằng Canada ở Calgary quay chùa Bát Nhã cho mấy bạn ở Việt Nam, ở trên thế giới luôn coi chùa Bát Nhã Calgary Alberta đó, chùa Bát Nhã gì thôi rồi khu này là khu bán đồ ăn, bây giờ tối rồi không ai mua, không ai, không có còn bán nữa mà. Khu này là khu bán đồ ăn à, giờ tối rồi không ai ăn nữa đâu, cũng không có bán nữa, giờ dẹp dọn quay cho biết thôi à, hôm nay là pháo nè. Khu này là khu bán đồ ăn. Wow, đẹp lắm này, đồ ăn này. Ok. $4 một hộp. Bánh đa, bánh tráng mở chùa bán đó nha. Cái này là khu bán đồ ăn của chùa Bát Nhã. Giờ hết cửa rồi, gần 1 giờ sáng rồi. That's it of 2023 Vietnamese New Year at this temple. Thanks so much for watching. Tết ở chùa Bát Nhã của 2023 đến đây chấm dứt. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem kênh của Mỹ Hằng Canada. Thích xin lòng chia sẻ nhiều và đừng quên đăng ký kênh để được thông báo cho video tới của mình ra ha. Again, thanks so much for watching. Like, please share and make sure to subscribe to my channel for my upcoming video. I wish you all a new year filled with happiness and prosperity. Chúc mọi người năm mới được vui vẻ, vạn sự như ý và tiền vô như nước ha.